trời mới vừa mưa, mưa xong là khô đường liền. Bây giờ mình đi, giờ đi chơi, dạo dạo chơi. Hôm nay trời cũng bắt đầu lạnh rồi các bạn, là cũng sắp vào mùa thu, lá rồi vàng rồi. Lá nó cũng trở thành lá vàng. Sophie. Hello. Bless you. Trong nội thành nên là ở chính giữa của thành phố, cho nên khác với những bạn ở bên Mỹ là ở xa thành phố, còn mình là ở ngay trung tâm thành phố luôn. Tầng đó các bạn đó. Rồi đi đó, cho nên mình ở úp ô đèn xanh nha, nó hiên có mấy cỡ
hai bờ ấy. Những bạn ở bên Mỹ thì họ thường sống ra xa thành phố, còn mình thì về hưu rồi, mình cũng không cần phải đi làm gì, cho nên mình ở nội đô thành phố gần mọi thứ hết, nó tiện lợi. Nhưng mà nhà cửa thì nó mắc hơn, mua cái nhà ở đây là khoảng là cả triệu trở lên. Hi. Get vaccinated here. No appointment needed. Hepatitis A, B, single, HPV. Now we have to pick up the needle. I hate needle though. do you have any allergies? Yeah, okay. Nếu mà các bạn muốn đánh bài thì vô đây là đã cắt nâu. Các bạn buổi chiều đó nay là khoảng mấy giờ rồi hậu, khoảng 7 giờ hả? 6 giờ rồi chứ, 6 rưỡi rồi. À, sao sao rồi? Sao sao? Ừ. 6:30. Bacon. Police. Cảnh sát. The building? The building's everywhere. Oh, yeah. The building's everywhere. Now we go in the sunset, but it's very... 6:30. Suddenly in my face. That was nice. Nghĩa là đi trong bóng mát thì là nó gió lạnh, còn khi mình đi ra ngoài nắng nè lại nó nóng đó. Đó, chỗ đậu đá banh nè các bạn. Đá cũng thay đổi mùa thu rồi, lá cũng bắt đầu thay đổi. Rồi phi vào đây, tiếng người ta. Bây giờ đi về, đi dạo một hồi, đi ra mua vài thứ như là chủng ngừa thuốc, chủng ngừa bệnh truyền nhiễm này nọ để có chuyến đi mỹ mãn. Bây giờ mình đi về đó. Các bạn thấy không, cái ngôi nhà này là khoảng 100 năm rồi đó. Đây nè đó. Là ở đằng kia người ta mới dời về đây, ở cái ngôi nhà cổ này nè, hàng trăm năm rồi đó. Đây người ta giữ di tích đó, người ta giữ di tích lại, cho nên mọi thứ là họ đều giữ lại hết. Các bạn
họ mà họ trồng ở giữa thành phố cho vui mà đó. Để cho một cái chỗ này để người ta chụp hình đó, đó cho nên họ trồng cỏ ngoài thành phố như vậy nè. Cũng tiêu về cái còn nước trường ăn với bà bánh làm ice cream á, nước bài ice cream mình cứ ăn xài chút lâu quá khéo. Hey, how rude. Cameron Cut Band. Naked husband, for God's sake.